Con muốn quy y theo Phật giáo Nguyên Thủy thì cách thức gia nhập và quy luật quy y như thế nào? Nếu mà nói đúng theo cái chuyện quy y ấy, thì một vị sa di 7 tuổi cũng có thể cho quý vị quy y rồi. Nó không cần phải có một cái buổi lễ long trọng, phải có hòa thượng chứng minh, phải có chư tăng chư đại đức, rồi coi như là đủ bộ sậu thì mới tính là quy y. Mà dù cho ở nhà của quý vị, ở chùa, ở một gốc cây thì cũng chỉ cần một vị sa di 7 tuổi cũng có thể cho quý vị quy y rồi. Ừ. Thành ra đó, nếu như mà muốn quy y đó, đến gặp bất kỳ vị sư Nam tông nào quý vị xin quy y thì vị đó ngay tại chỗ đó đều có thể cho quý vị quy y. Ừ. À, tức là mình không cần ba cái gọi là cái nghi lễ nó rườm rà, cái quan trọng là cái nội dung thôi. Ừ. À, và để coi hôm nay là 12 hả, 12 à, 10 14 là ngày thứ hai, à tới 14 là có một cái buổi quy y. Cụ sư cũng livestream để những vị ở xa đó không có dịp thì quý vị đến, nếu quý vị quy y quý vị có thể tham dự.